Thì sẽ cùng chúng ta chữa tiếp cái bài số 49 trong toán 10 quyển 1. Nội dung đề bài là vẽ đồ thị rồi lập bảng biến thiên của các hàm số sau. Hàm đầu tiên đó là hàm cho bởi hai biểu thức y bằng 2x với x lớn hơn bằng 0 bằng trừ x với x nhỏ hơn 0. Về cái hàm số cho bởi nhiều biểu thức thì thầy đã có cái video để nói riêng về nó rồi. Khi mà mình vẽ thì mình sẽ vẽ từng cái hàm số thành phần này ứng với cái miền mà người ta cho, sau đó mình ghép nó lại vẽ trên cùng một hệ trục, thế là nó sẽ có đồ thị cần vẽ thôi. Bây giờ mình sẽ vẽ cái thứ nhất, y bằng 2x với x lớn hơn bằng 0. Và vì là mình vẽ đường thẳng bậc nhất, mình vẽ đồ thị của hàm bậc nhất, đồ thị nó là đường thẳng, nên mình sẽ chọn hai điểm rồi mình nối vào với nhau. Thì trong lúc chọn điểm thì lưu ý đến cái điều kiện x lớn hơn bằng 0. Mình sẽ chọn một điểm là 0 và một điểm là 1. Thì tí nữa mình chỉ vẽ từ 0 sang 1 xong mình kéo dài lên là được. Thì mình đỡ phải tẩy xóa. Cái này thầy đã làm mẫu lần trước rồi nhá. Đây chỉ là chữa bài tập thôi, nên thầy sẽ làm nhanh hơn một chút. 0 thay vào đây thì ra 0, 1 thay vào đây thì ra 2. Và bây giờ ta sẽ vẽ luôn. Không thì ra 0, 1 thì ra 2. Ta sẽ có điểm A ở đây là 1, 2. Điểm O ở đây là 0, 0. 0, A. Cái lớn hơn 0 này này là nó về bên phải. Lớn hơn bằng 0 là hất về bên phải, thì mình sẽ kéo OA hất về bên phải nhá. A thì gióng xuống đây là số 1, đóng qua đây là số 2, kéo về bên phải. Thế rồi cái hàm thứ hai là y bằng trừ x với x nhỏ hơn 0. Mình cũng sẽ lấy hai điểm, và trong ví dụ lần trước thầy nói là mình lấy luôn số 0 và lấy luôn số âm 1, tại vì âm 1 thì nó bé hơn 0. Còn tuy nó nhỏ hơn 0 nhưng mình phải hiểu là nó rất sát vào số 0 và nó xấp xỉ số 0, nên mình cứ lấy luôn số 0. Cái chỗ này thì đến lớp 11 ta sẽ học kỹ hơn về hàm liên tục. Còn bây giờ lớp 10 thì ta cứ làm như thế thôi. Chưa cần biết hàm liên tục là cái gì. Chỉ có điều là vì nó nhỏ hơn 0 nên nó xấp xỉ 0 và nó sát vào số 0, nên mình sẽ lấy số 0 luôn. Đó. Thế 0 thay vào đây nó cũng ra 0. Trừ 1 thay vào đây thì nó lại ra 1. Vậy mình sẽ có cái điểm gì? Điểm mà O là 0, 0. Đó, nó vẫn giống với điểm O này này. Và điểm thứ hai là điểm B có tọa độ trừ 1, 1. B là trừ 1, 1. À, trừ 1 thì ra 1. Đây là điểm B. Thế và vì nó nhỏ hơn 0, nên là nó về bên nào? Về bên trái. Nhỏ hơn 0 là hướng về bên trái của trục số. Vậy mình sẽ vẽ đồ thị về bên trái. Đó. Thì mình không phải tẩy xóa gì cả. Và sau khi vẽ xong rồi, thì hai cái tia này ghép vào nó sẽ ra đồ thị của hàm cần tìm. Hai cái tia này ghép vào là đồ thị của hàm cần tìm. Rồi bảng biến thiên mình làm nho nhỏ vào đây. Bảng biến thiên x, y là cái bảng thể hiện tính đồng biến nghịch biến. Tập xác định là trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Tập xác định ta nhìn vào đây. Tập xác định. Ở cái buổi trước thầy cũng đã nói rồi, tìm tập xác định của cái hàm cho bởi nhiều biểu thức thì mình lấy hợp của các cái tập xác định này này, hợp nó lại, các cái tập xác định thành phần ấy mình hợp nó lại, những cái x gì mà có thì nó sẽ thành tập xác định của cái hàm to. Lớn hơn bằng 0 với nhỏ hơn 0 hợp lại thì ra r. Và vì vậy mình viết ở đây là từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng là r. Rồi cái số phân chia ở đây là cái số 0. Thì mình chép số 0 vào giữa. Nhìn vào bảng biến thiên thì ta thấy ngay, đồ thị nó đi xuống thì mình vẽ mũi tên đi xuống. Đồ thị nó đi lên thì mình vẽ mũi tên đi lên.
không, thì ra giá trị là không. Còn cái phía này nó là cộng vô cùng, phía này nó là cộng vô cùng, thì mình chép ở đây là cộng vô cùng, chép ở đây là cộng vô cùng. Còn tất nhiên ở trong bài thì mình xóa cái này đi, mình đừng vẽ vào đây, nó không đúng. Chưa? Vậy xong nha. Nếu phải kết luận về tính đồng biến nghịch biến thì ta lại kết luận thế nào? Vậy hàm số đồng biến ở trên cái khoảng, trên cái khoảng gì? 0 đến cộng vô cùng. Và hàm số nghịch biến ở trên cái khoảng trừ vô cùng đến 0. Ta nhìn vào cái bảng biến thiên ấy, mũi tên đi xuống là nghịch biến, mũi tên đi lên là đồng biến. Rồi, câu thứ hai. Hàm y bằng trị tuyệt đối của trừ 3x cộng 3. Đó, đề bài nó chỉ thế này thôi. Thì muốn vẽ được, ta phải phá dấu giá trị tuyệt đối bằng cách là mình xét cái biểu thước bên trong của giá trị tuyệt đối ấy, xem là nó âm hay nó dương. Nếu mà nó dương, nếu mà cái trừ 3x cộng 3 này này mà nó không âm như này này, thì khi phá trị tuyệt đối ra, nó sẽ bằng chính nó, nó sẽ bằng trừ 3x cộng 3 với cái điều kiện này. Thế còn nếu mà điều kiện trừ 3x cộng 3 nó lại âm thì sao? Nó âm thì mình phá ra, mình đổi dấu thành 3x trừ 3. Như vậy hàm y của mình sẽ được viết thành hai dòng, trừ 3x cộng 3 với x như thế nào đây nhỉ? Nhỏ hơn bằng 1, và bằng 3x trừ 3 với x lớn hơn 1. Mình giải cái bất phương trình này ra này. Đấy, giải cái bất phương trình này ra. Và đây lại thành hàm số hai biểu thức rồi. Hàm số cho bởi hai biểu thức. Tập xác định, tập xác định hiển nhiên là R. Sau đó mình sẽ vẽ cái thứ nhất, y bằng trừ 3x cộng 3 với x nhỏ bằng 1. Lại lấy hai giá trị xy. Đó, hai giá trị xy. Hai giá trị xy thì ta sẽ lấy nhỏ hơn bằng 1 nhá. Thì ta lấy số 1 và lấy số 0 cho dễ. 0 thay vào đây thì ra 3, 1 thay vào đây thì ra 0. Vậy mình sẽ có điểm A tọa độ là 0,3, điểm B tọa độ là 1,0. Đó, hai cái điểm cơ bản. Rồi ta xem là ta sẽ vẽ về bên nào, bên trái hay là bên phải. X này, O này, Y này. A là 0,3, B là 1,0. Và cái phần nhỏ hơn bằng 1 ấy, là nó về bên gì? Nhỏ bằng 1 là về bên trái. Bên trái của số, của cái điểm 1. Thế thì mình sẽ phải kéo nó về bên trái. Đó, A là 0,3, B là 1,0. Đây là điểm B, đây là góc O. Đây là số 1, đây là số 3. Đó, xong một tia rồi đúng không? Bây giờ làm tiếp cái tia thứ hai. Y bằng 3x trừ 3 với x lớn hơn 1. Mình lại lấy hai điểm xy. Lớn hơn 1 thì mình lấy 1 với 2 đi. 1 thay vào đây ra 0, 2 thay vào đây ra 3. Điểm B sẽ là 1,0. 1,0. Và điểm C sẽ là 2,3. 2,3. B thì vẫn thế nhá. B đây, C là 2 và ra 3. Đó. Lớn hơn 1 thì sao? Lớn hơn 1 là về bên phải. Kéo về bên phải. Đó. Đây. Điểm này là điểm C. 2, 3. Xong. Đồ thị của cái hàm này. Được chưa? Thế bảng biến thiên thì nó cũng tương tự như câu 1 thôi. Mình nhìn vào cái đồ thị là mình sẽ suy ra được cái bảng biến thiên. Tất nhiên là nó có khác một chút là ở cái điểm
phân chia. Chứ hình dáng thì nó giống hệt bảng biến thiên của cái câu này nhá. X, Y. Nào ta nhìn đi. Có phải là tập xác định thì vẫn là trừ vô cùng đến cộng vô cùng không? Nhưng cái điểm phân chia của mình bây giờ ấy, nó là số 1. Số 1 chứ không phải là số 0 đâu. Đừng có máy móc là bài nào cũng điền số 0. Phải nhìn vào đề bài. Đây là số 1. Thế số 1 rồi ấy, thì nhìn cái đồ thị đây này. Đường thẳng đi xuống thì là nó nghịch biến. Rồi cái đường đi lên thì nó đồng biến. 1 thay vào thì ra mấy? Thì ta thay vào đề bài này này. 1 thay vào đây thì ra 0. Còn tất nhiên đây là hai giá trị cộng vô cùng. Kết luận vậy, hàm số đồng biến trên cái khoảng, khoảng nào? Đồng biến là đi lên. Khoảng là mình nói khoảng của x nhá, khoảng của x. Khoảng từ 1 đến cộng vô cùng. Và hàm số nghịch biến ở trên cái khoảng là trừ vô cùng tới 1. Trừ vô cùng tới 1. Đó. Như vậy là xong cái câu thứ hai của bài 49. Chúng ta có kỹ năng tự học thì chúng ta cứ nghe thầy giảng như vậy. Chúng ta vừa nghe vừa dừng hình, ghi chép ra vở, xong chúng ta lại dừng hình một phát nữa và chúng ta ngẫm nghĩ, chúng ta đọc lại, thì chúng ta làm bài tương tự thì đảm bảo là sẽ hiểu bài.